Thủ thành Đặng Văn Lâm đã được xử thắng trong vụ chuyển nhượng từ Mông Thông tới Seijo Osaka hồi tháng 1 năm 2021. Người đại diện Andrei Gusin của Văn Lâm xác nhận Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã từ chối đưa ra bất kỳ án phạt nào dành cho thủ môn tuyển Việt Nam và công ty đại diện Young Football Holland liên quan tới vụ chuyển nhượng đến Seijo Osaka. Điều đó đồng nghĩa Văn Lâm đã thắng trong vụ kiện tốn nhiều giấy mực tới Mông Thông suốt từ đầu năm 2021 tới nay. Đội bóng Thái Lan sẽ có 7 ngày để đưa ra kháng cáo lên FIFA. Ông Rusin vui mừng thông báo, chúng tôi không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào. Tôi không hiểu ai đó nói chúng tôi phải trả tiền. Chắc là 16 luật sư của Mông Thông. Công ty của chúng tôi hiểu quy định của FIFA nên chúng tôi luôn biết mình chắc chắn chiến thắng trong mọi tình huống. Chúng tôi luôn làm đúng luật. Căng thẳng giữa Văn Lâm và câu lạc bộ Mông Thông bắt đầu sau khi thủ thành tuyển Việt Nam bị câu lạc bộ giảm lương trong thời gian dài. Người đại diện Andrei Gusin và Văn Lâm cho rằng Mông Thông vi phạm các quy định tài chính, qua đó cho phép họ kích hoạt điều khoản đơn phương phá vỡ hợp đồng. Ngay sau đó, Văn Lâm tiến hành đàm phán và gia nhập Osaka Seijo của Nhật Bản vào tháng 1 năm 2021. Mông Thông phản ứng mạnh mẽ với hành động này, họ cho rằng Văn Lâm phá luật, chủ động gây chuyện và quyết định kiện lên FIFA vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, sau thời gian đầu xem xét, FIFA đã quyết định cấp giấy chuyển nhượng tạm thời cho Văn Lâm tới câu lạc bộ Nhật Bản. Đây được xem là thắng lợi bước đầu cho thủ môn đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng của anh và công ty đại diện chính thức tới sau gần một năm, FIFA cần nhiều thời gian xem xét chi tiết các giấy tờ mà Mông Thông, công ty đại diện và Seijo Osaka gửi lên. Trước đó, báo giới Thái Lan sớm dự đoán câu lạc bộ Mông Thông sẽ thất bại trong vụ kiện khi họ nhận thấy đội bóng này im lặng suốt thời gian dài. Thủ môn tuyển Việt Nam chuyển tới Nhật Bản sau hơn một mùa bóng thành công ở câu lạc bộ Mông Thông, anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chơi ở hạng đấu cao nhất Nhật Bản. Lâm đang chấn thương và sẽ trở lại vào đầu năm 2022. Ở tuyển Việt Nam, lần gần nhất anh bắt chính là trong trận gặp Australia tại Mỹ Đình hồi tháng 9.